thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức diễn đàn đầu tư năm 2021 để đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo đà tăng trưởng năm 2022 từ 6 đến 7%. Đà Nẵng luôn xác định doanh nghiệp là lực lượng tuyến đầu trong phục hồi và phát triển kinh tế. Theo kế hoạch diễn đàn đầu tư năm 2021 sẽ được thành phố tổ chức trong quý tư, thành phố và các sở ngành sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắt để nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục các dự án lớn, đặc biệt khắc phục kịp thời việc chậm trễ tồn động hồ sơ. Các dự án trọng điểm sẽ được tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ trong diễn đàn quý tư tới đây, gồm dự án làng vân, tổ hợp không gian sáng tạo tại Đà Nẵng, trung tâm thương mại Aeon, đề xuất nghiên cứu dự án khu logistics Hòa Nhơn, đề xuất của liên doanh công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimax và công ty cổ phần y dược Vimedimax 2 và các dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương, liên doanh công ty Sake Holdings và các đối tác đề xuất. Ngoài các chính sách hỗ trợ chung của chính phủ, thành phố đang khẩn trương triển khai 8 danh mục chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và người lao động.